cảm giác khủng khiếp nhất trong đời học sinh chính là những lúc làm bài kiểm tra, đọc câu hỏi và hoàn toàn mù tịt về câu trả lời. Trong những trường hợp đó, thay vì để trống cả trang giấy, những học sinh lén đỉnh với tâm lý thà dớt làm còn hơn bỏ sót đã nhanh trí thể hiện sự sáng tạo vô cực của mình, khiến cả giáo viên cũng phải bó tay chào thua và chăm chước cho thêm vài điểm cộng vì sự hài hước. Thử xem qua loạt khoảnh khắc giáo viên hỏi một đằng học sinh trả lời một nẻo, nghe có vẻ hơi vô lý nhưng hóa ra lại rất thuyết phục dưới đây nhé. Đề bài bắt tìm thì em đã tìm hẳn ra chữ trên hình rồi còn gì? Dân, lực mạnh nhất hẳn là tình yêu. Khi đề bài yêu cầu điền trôi hoặc phăng xe, và đây là lúc cậu học trò lén lỉnh này thử tài tinh mắt của giáo viên. Khi đề bài bắt học sinh điền dấu bé hơn hoặc lớn hơn và kết quả là: hãy quên vào số nhỏ nhất, ba số đầu tiên là nhỏ nhất đúng rồi còn gì? Khi được hỏi nếu đang chơi trên sân và bị té trầy đầu gối thì sẽ làm gì? Cậu học sinh này trả lời một cách đầy mạnh mẽ, thì đứng dậy đương đầu với nó chứ sao? Một câu trả lời nói lên nỗi lòng của rất nhiều người khác, kể cả giáo viên. Cô ấy không thể nhìn thấy được gì, suy ra cô ấy bị mù. Nếu bố có 36 thanh kẹo và nó ăn hết 29 cái, chắc chắn bố sẽ bị tiểu đường. Cậu học trò đáng lĩnh này còn giả hẳn một chú gấu siêu to khổng lồ thế này để che đi câu hỏi, khỏi phải trả lời cho mất công. Nơi đâu bạn có thể ngửi thấy mùi mỡ cháy? Đích thị là ở phòng gym rồi. Khi được hỏi gì sao em biết đó là số chẵn, em học sinh này tự tin khẳng định, bởi vì em thông minh. Nêu ba từ ngắn gọn miêu tả con người của bạn. Và đây là câu trả lời không thể hợp lý hơn của học sinh này. Vì ma không có thật, nên cuối cùng chẳng còn lại con nào cả. Cái em đang tìm chính là câu trả lời. Khi được yêu cầu hãy dùng lý lẽ để bảo vệ hoặc giải thích cho câu trả lời của mình. Và đây là cách cậu học trò này làm. Đơn giản vì em nghĩ đến cái tên Bobby trong đầu thôi. Được giáo viên cộng hẳn cho hai điểm sáng tạo và hài hước nè. Khi được hỏi về một số âm thanh yêu thích, cậu bạn này chẳng ngần ngại liệt kê ra toàn những thứ trùng rợn. Thông minh đến thế là cùng. Khi được yêu cầu viết những từ này theo đúng thứ tự bảng chữ cái đó. Khi được hỏi có muốn bơi cùng cậu bé trong ảnh hay không, học sinh này trả lời không, còn chẳng ngần ngại chơi cậu bé trong hình. Ngập quá!